Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi cuốn sách Văn hóa và con người của tác giả Nguyễn Trần Bạt. Phần A lớn, năm La Mã, bản sắc văn hóa và toàn cầu hóa. Một nhỏ, toàn cầu hóa như một xu thế văn hóa. Toàn cầu hóa về kinh tế đã và đang là đề tài sôi nổi và nóng bỏng trên thế giới. Những cuộc họp của WTO luôn luôn kéo theo những cuộc biểu tình chống đối. Nhưng bất chấp tất cả những thứ đó, toàn cầu hóa đang tác động mạnh mẽ không chỉ đến các chính sách quốc gia mà còn len lỏi vào tận ngõ ngách đời sống toàn nhân loại. Tuy vậy, quá trình này chủ yếu vẫn chỉ được nhìn nhận trên khía cạnh kinh tế. Người ta quên rằng một trào lưu toàn cầu hóa thậm chí còn diễn ra sớm hơn và quyết liệt hơn. Đó là toàn cầu hóa về văn hóa. Xin nói về các đường biên giới chẳng hạn. Chúng đang dần dần bị mất đi. Biên giới không phải tự hình thành một cách tự nhiên mà do sự chiếm hữu của các cộng đồng con người. Khi cộng đồng con người thấy sự chiếm hữu ấy không cần thiết nữa thì nó sẽ bị xóa bỏ. Nói rộng ra, mọi thứ mà con người không cần thiết sẽ bị xóa bỏ, ít nhất là trong hệ thống giá trị của nhân loại. Còn văn hóa, như chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cuốn sách này, là kết quả của sự tương tác giữa các cộng đồng con người. Những giá trị văn hóa khác nhau sẽ tự hình thành, tương thích với những tính chất khác nhau của sự sống. Lúc ấy thì thiên nhiên, ẩm thực, âm nhạc, con người thuộc mọi dân tộc sẽ thay thế biên giới. Tại sao con người không thể quên đi ý thức về việc họ đang sống tại một nơi nào đó hay sẽ đến một nơi nào đó? Những giá trị hạn chế trong sự phân loại chắc chắn sẽ mất dần đi. Nhưng con người, chủ thể của trái đất, con người thuộc đủ các dân tộc sẽ không mất đi. Nó sẽ thay đổi nhưng không mất đi. Con người sinh ra và phát triển cùng với các quy luật tự nhiên chứ không phải chỉ có các quy luật hành chính. Một câu hỏi gần đây rất hay được đặt ra, toàn cầu hóa có dẫn đến sự hình thành các giá trị văn hóa toàn cầu không? Nói cách khác, toàn cầu hóa có xóa nhòa các ranh giới về văn hóa hay không? Theo tôi, các cộng đồng bao giờ cũng có bản sắc của mình và qua đó, người ta có thể phân biệt cộng đồng văn hóa này với cộng đồng văn hóa khác. Nhưng đồng thời, cũng có những môi trường văn hóa để người ta sống chung với nhau. Hệ giá trị cũng thế. Hệ giá trị là khái niệm khó xây dựng hơn vì văn hóa là hiện tượng tự nhiên. Nhưng hệ giá trị là hiện tượng nhân tạo, nghĩa là người ta buộc phải xây dựng hệ giá trị. Cộng đồng nào cũng có những hệ giá trị dựa vào kinh nghiệm của mình. Người ta không thể sáng tạo ra hệ giá trị. Người ta phải chắt lọc ra từ cái tinh túy của đời sống văn hóa để tạo ra hệ giá trị, để viết ra những tiêu chuẩn cơ bản của lý tưởng của xã hội đó. Sự riêng biệt cũng như sự chung sống của văn hóa cũng tương thích với trật tự của hệ thống giá trị. Có một điều đáng kinh ngạc là một số người, thậm chí là những người tự coi hay được coi là những nhà văn hóa, nói về nước Mỹ như là một quốc gia không có tư tưởng, không có văn hóa. Ở một nước nhỏ và lạc hậu như Việt Nam, điều này nghe thật nực cười. Nó giống như việc con kiến chế nhạo con người quá to lớn, cành càng. Liệu nước Mỹ có văn hóa không? Câu hỏi này thật là ngớ ngẩn, thậm chí lố bịch. Một quốc gia đã làm cách mạng thế giới thông qua sự sáng tạo đối với công nghệ tin học không thể không có giá trị văn hóa được. Chúng ta cần phải quan niệm văn hóa tự do hơn. Cần phải quan niệm văn hóa là những sản vật quý giá mà chúng ta tích lũy được trên đời, chứ không phải là những gì người ta cố tình tạo ra. Nói một cách khác, chính sự nhận ra những giá trị tốt đẹp đã trở thành giá trị. Giá trị thực ra là sự nhận biết mà thôi. Con người phải tự rèn luyện mình để nhận ra giá trị. Ai nhận ra giá trị thì kẻ đó có giá trị. Hệ giá trị không phải là tiêu chuẩn áp đặt, nó là sự nhận biết, dù là sự nhận biết cá nhân hoặc sự nhận biết có tính cộng đồng. Giá trị là sự nhận biết, cho dù nó có nguồn gốc như thế nào và chúng ta không được nấn ná với những tư duy cũ kỹ, thậm chí quê mùa với những câu hỏi lố bịch đang kìm hãm sự phát triển của chúng ta. Người dân những nước nông nghiệp bao giờ cũng gắn liền với đất, gắn liền với lãnh thổ và do đó
có một đặc điểm văn hóa rất quan trọng là yêu tất cả những gì ở dưới chân mình, đồng thời thèm khát những cái ở ngoài tầm với. Sự thèm khát những cái ở ngoài tầm với của mình dễ dẫn đến hai thái cực trái ngược nhau, khó chịu và đố kỵ với những thành tựu của người khác, trong khi đó lại khư khư bảo vệ những cái đã lạc hậu mà mình có. Kết quả là vừa tự kéo mình lại, vừa đẩy mình ra xa người khác. Đặc điểm văn hóa của nhiều quốc gia chậm phát triển là dị ứng với cái mới, dị ứng với cái khác, dị ứng với nhau, dị ứng với thời gian, dị ứng với tương lai và dị ứng cả với quá khứ nữa. Nền văn hóa hiện đại phải là văn hóa tương thích với những giá trị phổ quát của nhân loại. Trong xu thế hội nhập, chúng ta phải có thái độ đúng đắn để giải quyết mâu thuẫn giữa các cộng đồng nhỏ và các cộng đồng lớn hơn. Mâu thuẫn giữa cộng đồng và cá nhân luôn luôn tồn tại, cũng như luôn luôn tồn tại mâu thuẫn giữa cộng đồng nhỏ và cộng đồng lớn, giữa quyền lợi địa phương với quyền lợi quốc gia, quyền lợi quốc gia với quyền lợi quốc tế. Quá trình hình thành các nền văn hóa với quy mô toàn cầu là quá trình vừa tạo ra những mâu thuẫn, vừa điều chỉnh các mâu thuẫn để con người hướng tới một hệ giá trị phổ quát. Con người tạo ra văn hóa, con người sẽ uốn nắn cả các giá trị bên ngoài mình để tạo ra sự hòa hợp. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nhân loại là tính hữu hạn của nguồn tài nguyên, và con người bắt đầu phải nghĩ đến một mặt khác, quan trọng hơn mặt đối lập, đó là mặt hòa hợp. Nếu chúng ta không tin rằng con người sẽ tạo ra được những giá trị mang tính văn hóa toàn cầu, thì chúng ta sẽ phạm phải lỗi lầm lớn nhất của nhận thức. Con người phải và chắc chắn sẽ xây dựng được những giá trị chung đó, và chỉ có như vậy, con người mới có thể chung sống được. Chúng ta, cả người phương Tây lẫn người phương Đông, thực ra đã chịu ảnh hưởng nặng nề của tư duy lưỡng cực, luôn có xu hướng quy thế giới về những mặt đối lập và mâu thuẫn. Trong khi đó, con người buộc phải xây dựng những hệ tư tưởng toàn cầu, những tiêu chuẩn toàn cầu và do đó có cả tiêu chuẩn văn hóa toàn cầu. Khi hệ tiêu chuẩn được thừa nhận một cách tự nhiên, nó sẽ trở thành các giá trị văn hóa. Tôi cho rằng, luôn luôn tồn tại bản sắc của cộng đồng nhỏ bên cạnh những tiêu chuẩn phổ biến để con người có thể chung sống. Trên thực tế, ở chừng mực nào đó, chúng ta đã có những tiêu chuẩn văn hóa toàn cầu, dù trước đây nó không đủ rõ, chưa được thảo luận một cách thấu đáo để con người có thể nhận thức và áp dụng một cách tự nhiên. Theo tôi, một khi con người đã sống được với nhau, thì tức là con người có những nền văn hóa chung, có sự chung sống về văn hóa. Sự chung sống của các nền văn hóa, các giá trị văn hóa tất yếu sinh ra một nền văn hóa mới, và các nền văn hóa ấy tồn tại song song, không đối kháng nhau, không tiêu diệt lẫn nhau. Văn hóa là kết quả của chung sống hòa bình, chứ không phải là kết quả của xung đột. Hai nhỏ, toàn cầu hóa, cơ hội và thách thức. Không ai có thể phủ nhận được rằng toàn cầu hóa đem đến cho nhân loại, cả những nước phát triển lẫn những nước chậm phát triển, những cơ hội phát triển to lớn. Những nhà lãnh đạo sáng suốt đang ra sức lựa chọn những chiến lược phát triển vừa khôn khéo vừa kiên quyết để đưa đất nước mình tiến lên phía trước. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng nghe thấy nhiều giọng nói từ khắp các châu lục đang gióng lên những lời cảnh báo về mối đe dọa của lối sống phương Tây. Không thể phủ nhận được sự bành trướng của văn hóa phương Tây trên thế giới trong vòng hơn một thế kỷ qua, nhưng cũng không thể không thấy rằng cùng với sự gia tăng ảnh hưởng của văn hóa phương Tây là sự gia tăng tương ứng những cố gắng khắp nơi trên thế giới nhằm chống lại sự bành trướng đó. Nhiều người gióng chuông báo động về sự xâm lăng của văn hóa và cho rằng những nỗ lực theo hướng bảo vệ bản sắc dân tộc cần được thúc đẩy hơn nữa. Trong thời đại hội nhập, sự tương tác giữa lối sống phương Đông và lối sống phương Tây là tất yếu. Có người cho rằng đó là dấu hiệu của nỗi lo sợ của con người sống ở khu vực Á Đông trước sự bành trướng của lối sống phương Tây. Theo tôi, đó là một nhận xét không có cơ sở. Con người Á Đông không những không hề sợ lối sống phương Tây mà ngược lại, còn bị nó hấp dẫn. Chính vì họ bị hấp dẫn nên mới gây ra nỗi sợ cho một bộ phận nào đó. Đó là tâm lý của ông bố bà mẹ sợ con mình hư hỏng, tuột ra khỏi quyền lực lãnh đạo của mình, hoặc tâm lý của các nhà lãnh đạo
các nhà chính trị sợ mất khả năng cai trị bằng những tiêu chuẩn cũ. Dù là ai đi chăng nữa, đó vẫn là những người cầm quyền trong các gia đình, trong các dân tộc. Cái gì tạo ra sự hấp dẫn của lối sống và thói quen văn hóa phương Tây? Theo tôi, đó là tự do. Trong nền văn hóa phương Tây, tự do là yếu tố hấp dẫn nhất đối với người Á Đông. Trong thời đại của chúng ta, nhiều khi người ta lo sợ bị mất các giá trị vốn được quan niệm mà quên mất các giá trị cần thiết thực sự để sống. Nếu người ta xem giá trị là tiêu chuẩn của cuộc sống và thời đại nào có giá trị của thời đại ấy, thì con người phải chuẩn bị cho mình những giá trị mà thời đại của mình đòi hỏi, chứ không phải là khư khư giữ lấy những giá trị của thế hệ đi trước. Ba nhỏ, về khẩu hiệu bảo vệ bản sắc dân tộc, những quan điểm khác nhau về bản sắc dân tộc. Vấn đề bản sắc dân tộc đang được tranh cãi rất nhiều, đặc biệt là tại nhiều nước đang phát triển. Đối mặt với xu thế toàn cầu hóa, người ta thấy xuất hiện những quan điểm rất khác nhau, thậm chí trái ngược nhau về vấn đề bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, có thể chia các quan điểm này thành hai khuynh hướng chính sau đây. Khuynh hướng tuyệt đối hóa tính đặc thù dân tộc. Đây là khuynh hướng cho rằng chỉ có những gì thật khác biệt, nghĩa là chỉ dân tộc mình mới có thì mới là bản sắc dân tộc. Khuynh hướng này thể hiện qua những thái độ cụ thể như sau. Căn cứ vào những biểu hiện đặc thù bên ngoài. Đây là thái độ khá phổ biến trong những người không am hiểu hoặc không quan tâm nhiều đến vấn đề văn hóa. Họ quy bản sắc văn hóa vào những dấu hiệu bên ngoài. Chẳng hạn trong âm nhạc thì chỉ có dân ca với các nhạc cụ cổ truyền mới có bản sắc dân tộc. Tương tự như thế, trong văn học thì là chuyện dân gian, cổ tích, trong ăn uống là những món ăn dân tộc, v.v. Thực ra, việc nhấn mạnh những đặc tính dân tộc cũng không sai, nhưng nếu tuyệt đối hóa những đặc thù đó sẽ dẫn đến thái độ cực đoan. Nó dễ dẫn tới sự bảo thủ, khép kín, tự làm nghèo mình đi và không có khả năng bắt kịp với thế giới đang thay đổi nhanh chóng từng ngày, từng giờ. Căn cứ vào những biểu hiện đặc thù bên trong. Những biểu hiện đặc thù cũng có thể được nhìn nhận từ bên trong. Những người ủng hộ quan điểm này cho rằng mỗi dân tộc có một cách nghĩ, cách cảm riêng, thể hiện những cung bậc khác nhau, thường là những mặt tốt, mặt cao cả của tâm hồn. Chẳng hạn tinh thần yêu nước là cái được nhiều dân tộc cho là nét đặc thù của dân tộc mình. Thực ra theo chúng tôi, tuy có những nét khác nhau trong tâm lý con người ở các nước, các dân tộc khác nhau, nhưng rõ ràng dù ở đâu thì con người vẫn là con người. Họ vẫn có những đau khổ và vui sướng chung. Và những đặc điểm như lòng yêu nước là chung cho tất cả các dân tộc. Thêm nữa, tất cả các đặc điểm tâm lý đều được hình thành do những nguyên nhân lịch sử. Chúng có tính lịch sử và vì thế có thể sinh ra hoặc mất đi do những yêu cầu của cuộc sống. Căn cứ vào những số liệu thống kê. Có người lại căn cứ vào những số liệu thống kê để khẳng định những khía cạnh khác nhau của bản sắc dân tộc, từ đó chỉ ra những gì là tốt, những gì là xấu. Chẳng hạn có nhà nghiên cứu cho rằng một số dân tộc nào đó có những tính tốt là tinh thần bất khuất, đầu óc thực tiễn, tính giản dị. Bên cạnh đó là những tính xấu, an phận thủ thường, tính vụ lợi, tính cầu thả. Quan điểm này cũng không có một cơ sở thực sự khoa học, bởi lẽ không thể thống kê được hết những cung bậc trong tính cách của con người và dân tộc. Khuynh hướng phủ nhận hóa tính đặc thù dân tộc. Khuynh hướng này cho rằng thực ra những khác biệt mang tính dân tộc là có, nhưng không phải là quan trọng và ngày càng ít đi do xu thế toàn cầu hóa và do sự xích lại gần nhau của các dân tộc trên thế giới. Họ cho rằng đề cao bản sắc chỉ ngăn cản sự tiến bộ của xã hội và không nên khuyến khích. Theo chúng tôi thì cần phải có một thái độ đúng đắn và thích hợp với vấn đề. Trước hết, phải khẳng định rằng bản sắc dân tộc là có thật và nó đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần cũng như vật chất của con người. Trong sự nghiệp phát triển, một chính phủ khôn ngoan phải biết phát huy những thế mạnh của tâm lý dân tộc. Tuy nhiên, trong những nét đặc thù của dân tộc có những mặt tiêu cực mà chúng ta không nên duy trì. Việc học hỏi những cái hay, cái tốt của các dân tộc khác là điều cần thiết và cũng không thể tránh khỏi. Hội nhập vào thế giới, đó chính là con đường tiến tới một định nghĩa về bản sắc dân tộc. Cần phải nói rằng
Bản sắc là đặc tính khách quan của mọi cộng đồng người, kể cả những cộng đồng lớn hơn dân tộc lẫn nhỏ hơn dân tộc. Mỗi công ty chẳng hạn cũng có một văn hóa riêng. Văn hóa hay là bản sắc chính là dấu hiệu để phân biệt người này với người kia, cộng đồng này với cộng đồng kia, quốc gia này với quốc gia kia, và nó là kết quả của cộng đồng đó hay con người đó tương tác với chính mình và tương tác với cộng đồng khác. Nó thể hiện nhân cách nếu xét về mặt cá nhân, bản sắc xét về mặt cộng đồng. Các nhà chính trị lấy văn hóa để nói về sự cạnh tranh, nhưng thực ra văn hóa là kết quả của đời sống chung không có cạnh tranh. Ngay cả trong những điều kiện cạnh tranh khốc liệt hiện nay, văn hóa vẫn không cạnh tranh với nhau. Tuy nhiên, văn hóa tham gia vào quá trình cạnh tranh bởi văn hóa đưa ra những giải pháp phù hợp với đòi hỏi tâm hồn của một con người, và bởi văn hóa chính là con người. Bản sắc là cái tự nhiên mà có, bản sắc không phải là cái mà người ta cố tạo ra là được. Cái đó không phụ thuộc vào ý chí của bất kỳ ai, bản sắc tự nó là một đối tượng khách quan, người ta không thể cố ý tạo nên nó, cũng như không thể cố ý làm mất nó. Nếu như chúng ta để cho bản sắc được hình thành một cách tự nhiên qua các giai đoạn lịch sử, thì chúng ta sẽ có một bản sắc rất tự nhiên. Chúng ta hòa hợp với mọi người và chúng ta hòa hợp với mình. Tất cả những ai cố làm cho cộng đồng của mình có vẻ có bản sắc, tức là xây dựng bản sắc một cách chủ quan. Nếu không đi đến nhầm lẫn này thì cũng sẽ đi đến nhầm lẫn khác và trở thành một cộng đồng vừa tự mãn vừa dị biệt. Và đó chính là tiền đề của sự chậm phát triển. Chúng ta phải nhìn bản sắc một cách khách quan và cần phải biết yêu nó. Yêu những gì mình có, đúng mức và đúng cách. Để làm được điều đó, đòi hỏi phải tự tin và thành đạt. Bản sắc dân tộc tự hình thành, bởi vì tất cả các dân tộc đều tự hình thành, tất cả các dân tộc đều có lịch sử của nó. Vấn đề là bản sắc của các dân tộc theo tôi có hai khía cạnh phải đề cập đến. Thứ nhất, những dấu hiệu khác nhau của nó là gì? Thứ hai, đó là giải quyết mâu thuẫn giữa xu hướng nói về mình và việc sử dụng cho mình như thế nào. Bản sắc dân tộc và những dị biệt. Nhiều người thường có xu hướng cường điệu sự khác biệt giữa các dân tộc. Người ta lấy sự khác biệt làm niềm tự hào. Nhưng trong thực tế, người ta lại sống bằng những thứ giống nhau. Khi khoe khoang về mình, người ta lấy sự khác biệt, nhưng khi sống cho mình thì người ta lại lấy sự giống nhau. Đấy là hai hiện tượng rất phổ biến trong thái độ về cái được gọi là bản sắc. Người ta kêu gọi dùng hàng nội hóa là nhằm biến xu hướng khoe khoang thành hành động thực tế. Nhưng trong thực tiễn, con người vẫn thích dùng những thứ của người khác. Rất ít dân tộc dùng cái của mình. Đại đa số các dân tộc thích nói về những cái của mình, nhưng lại dùng những cái của người khác. Đó dường như là một bản năng. Người ta thường nhầm lẫn giữa bản sắc văn hóa dân tộc với những yếu tố dị biệt. Thực ra, đó là hai thứ hoàn toàn khác nhau, mặc dù trong một số trường hợp, những yếu tố dị biệt và bản sắc văn hóa trùng nhau. Cũng giống như bản sắc văn hóa, những yếu tố dị biệt được hình thành trong lịch sử bởi những tác động của nhiều yếu tố khác nhau như địa lý, kinh tế và cả những yếu tố hoàn toàn ngẫu nhiên. Tuy nhiên, không phải tất cả những dị biệt đó đều trở thành bản sắc văn hóa, càng không phải là sự thể hiện trình độ phát triển, tức là văn minh. Việc dùng đũa của người Trung Hoa và người Việt so với việc dùng dĩa của người châu Âu chỉ có thể được nghiên cứu như những thói quen riêng mang tính khu vực, chứ tuyệt đối không phải đối tượng so sánh trình độ văn minh. Thậm chí một số hủ tục như tập quán xẻo cơ quan sinh dục phụ nữ của một vài dân tộc châu Phi còn cần phải lên án và loại trừ. Nhận thức được điều này giúp chúng ta tránh được thái độ thiên lệch trong đánh giá các hiện tượng văn hóa, chẳng hạn như những quan điểm cho rằng chỉ có văn hóa phương Đông mới là đúng, mới là thuộc về tương lai. Mỗi một cộng đồng nhỏ đều có bản sắc riêng, hay gọi là các giá trị văn hóa, nhưng khái niệm cộng đồng ngày càng được mở rộng, nên sẽ có những tiêu chí văn hóa khác nhau, những nền văn hóa khác nhau. Chúng ta sinh hoạt, điều chỉnh cuộc sống gia đình bằng một hệ tiêu chuẩn, nhưng khi ra đường, trong cộng đồng khác rộng hơn, chúng ta buộc phải sử dụng hệ tiêu chuẩn văn hóa khác. Tương tự như thế, con người chứa trong mình nhiều hệ tiêu chuẩn văn hóa khác nhau để điều chỉnh những đối tượng và quan hệ sinh hoạt khác nhau.
Cho nên có thể nói rằng không có chuẩn mực văn hóa cho 6 tỷ người. Thực ra thì trong cuộc sống của nhân loại vẫn luôn luôn đồng thời tồn tại những chuẩn mực chung và chuẩn mực riêng để phân biệt người này với người kia, cộng đồng này với cộng đồng kia, còn chuẩn mực chung là thứ để con người chung sống với nhau. Chuẩn mực chung ngày càng lớn lên cùng với mật độ giao tế lớn, cùng với quy mô toàn cầu của các quá trình giao lưu, dần dần các khái niệm, các chuẩn mực văn hóa chung của nhân loại sẽ hình thành. Nói đúng hơn, nó đã hình thành rồi và người ta sử dụng nó để giải quyết một loạt các vấn đề về quyền lợi toàn cầu. Tuy nhiên, việc giải quyết những xung đột như vậy luôn khác nhau trong các bộ đôi tương tác. Có những vấn đề đối với dân tộc A thì dễ, nhưng đối với dân tộc B thì lại khó giải quyết. Nó phụ thuộc vào mức độ cắt cứ của các giá trị cũng như mức độ bảo thủ của các hệ tiêu chuẩn riêng. Việc mỗi vùng, mỗi dân tộc có một nền văn hóa riêng không phải là lý do thỏa đáng để nhấn mạnh cái mà người ta thường gọi là những cú sốc văn hóa như đôi khi người ta nói. Chúng ta đã chứng minh rằng con người vẫn sống chung với nhau được mặc dù có sự khác biệt. Sự khác biệt không có nghĩa là đối lập, thậm chí không gắn liền với sự đối lập. Tôi cho rằng trên thực tế không có cú sốc về văn hóa. Đó chỉ do chúng ta tưởng tượng ra mà thôi. Cho dù sự khác biệt giữa cá nhân này với cá nhân kia luôn luôn tồn tại, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau, tiếp cận vấn đề theo những cách khác nhau. Văn hóa làm cho con người khác nhau chứ không làm cho con người đối lập nhau, bởi vì bản thân văn hóa được hình thành nên bởi một cộng đồng chứ không phải một cá nhân. Văn hóa chính là thông điệp chung sống, vì vậy nó có giá trị chung sống. Sự chia rẽ về mặt địa lý làm cho con người có cảm giác rằng mình biệt lập với người khác, rằng giá trị của mình biệt lập với giá trị của người khác, và họ luôn tự hào về sự biệt lập ấy. Biệt lập không phải là giá trị để tự hào, nó chỉ có giá trị để phân biệt mà thôi. Giá trị mà con người có thể tự hào là giá trị về tính phổ biến, tính hội nhập, tính chung sống trong sự đa dạng văn hóa. Những người tiên tiến thì luôn luôn trăn trở để có khả năng tương thích với nhiều nền văn hóa. Vì thế, họ sẽ không bị những cú sốc văn hóa như vậy. Lý tưởng sống hiện nay của thế hệ hiện tại ngày càng mang tính toàn cầu. Đó chính là sự phát triển các giá trị trọn vẹn của con người. Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, nhiều dân tộc dường như mất đi từ trường về hệ tư tưởng. Không có giải phóng dân tộc, không có chủ nghĩa xã hội, không có tất cả các lý tưởng. Con người trở nên hoang mang, rơi vào trạng thái chuyển động Brown về mặt tinh thần, về mặt sinh hoạt lý tưởng. Cho nên, cần phải có một ai đó hướng dẫn thế hệ trẻ về các tiêu chuẩn lý tưởng của mình. Quá khứ, hành trang, gánh nặng và thách thức. Nếu nhìn thực chất vấn đề, ta có thể thấy rõ rằng những nền văn hóa đang ra sức bảo vệ cũng chỉ tự bảo vệ những gì thuộc cấu trúc thượng tầng của nó mà thôi. Mà những gì thuộc về cấu trúc thượng tầng không phải là bền vững cho lắm, nếu không nói rằng chúng dễ dàng bị những thay đổi trong cấu trúc hạ tầng cuốn phăng đi. Vì thế, về mặt triết học, việc nhấn mạnh vấn đề bản sắc là không cần thiết và cũng không hợp lý. Chúng ta đang sống ở một thời đại mà các dân tộc đều hình thành cả rồi, không có dân tộc nào bắt đầu hình thành cả. Tức là chúng ta là nô lệ của lịch sử. Các bản sắc trở thành những di chứng của quá khứ. Nếu chúng ta cường điệu vai trò của bản sắc, đặc biệt là bản sắc dân tộc, chúng ta sẽ phạm phải hai hậu quả quan trọng. Thứ nhất, nếu chúng ta cường điệu một cách chủ quan, thì cái được gọi là bản sắc dân tộc ấy có đích thực là bản sắc dân tộc hay không? Hay đó chỉ là ý muốn chủ quan của những người tìm thấy lợi ích trong sự cường điệu ấy? Và chính việc cường điệu nhiệm vụ bảo vệ những bản sắc dân tộc một cách chủ quan như vậy làm cho một dân tộc vô tình rơi vào những vùng ảnh hưởng của một vài yếu tố xã hội cực đoan. Kết quả là sẽ có một sự hình thành bản sắc một cách phi tự nhiên, xa lạ với đời sống. Thứ hai, việc cường điệu bản sắc dân tộc sẽ chỉ làm người ta tự trở thành dị biệt với nhân loại trong khi thế giới đang đi theo xu hướng tất yếu của sự hòa hợp. Bởi vì sớm hay muộn, các dân tộc cũng hội tụ đến một tiêu chuẩn chung sống giữa con người. Vì vậy, một bản sắc tốt
là bản sắc tự nó phải có khả năng hòa hợp với các bản sắc khác. Khi nói về bản sắc, người ta dễ mắc sai lầm vì thường đứng ở trong một cộng đồng để xem xét, mà quên rằng chúng ta phải xem xét nó trên tầm bao quát của toàn nhân loại. Vì vậy, dễ thấy rằng mọi sự cường điệu một cách chủ quan các yếu tố bản sắc trong đời sống của một dân tộc chỉ dẫn đến những va chạm với các dân tộc khác và sự đổ vỡ trong chính dân tộc mình mà thôi. Thật đáng buồn là cho đến nay, nhiều nhà lãnh đạo của các quốc gia thuộc thế giới thứ ba vẫn không ngớt nói về quá khứ, về bản sắc, giá trị truyền thống và cố gắng làm cho người dân yêu nước hơn thông qua yêu quá khứ. Đấy là một sự nhầm lẫn mang tính triết học. Con người trước hết cần phải yêu chính mình, yêu hiện tại và tương lai của mình. Quá khứ chỉ là phương tiện hỗ trợ. Nếu như chúng ta cố làm cho con người tin rằng mọi cái có giá trị đều ở quá khứ, thì đó là sự tận dụng quá khứ, tận dụng lịch sử như động cơ chính trị nhằm tạo ra niềm tự hào dân tộc giả. Đó là một sai lầm khủng khiếp, thậm chí là một tội ác. Nó ngăn cản toàn bộ tiến trình phát triển của các dân tộc. Đấy là lỗi phổ biến của những người thiếu trí tuệ, chứ không phải chỉ là lỗi của những người cầm quyền đương thời. Con người trong nhiều thế hệ đã phạm phải sai lầm như thế. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất không phải là khư khư giữ lấy những gì khác người, kể cả những cái khác người đã trở thành lạc hậu, chỉ cốt giữ được bản sắc, mà là lựa chọn những gì tốt đẹp nhất, cả của mình lẫn của người khác. Bằng cách ấy, chúng ta có thể nắm lấy những cơ hội của tương lai. Tất nhiên, không phải cái gì hiện đại cũng tốt. Hiện đại cũng có cái dở, cũng như quá khứ đã từng có nhiều cái chả ra gì, và cũng không phải là trong tương lai mọi thứ đều tốt đẹp. Mọi thứ đều có cái hay, cái dở của nó. Cái dở chẳng qua là cái không thích hợp với đời sống của con người. Tại sao chúng ta lại phải phấn đấu cho một thứ gì đó không cần, hoặc thậm chí là không có, không thể có? Nên nhớ rằng tuổi thọ của quả đất cũng hữu hạn, tuổi thọ của nhân loại cũng hữu hạn, tuổi thọ của con người thì dĩ nhiên rồi, rất hữu hạn. Con người không nên sống gấp như chúng ta từng lên án, nhưng con người cần phải sống, cần phải quy hoạch để cuộc sống của mình được kéo dài, nhất là tăng thêm ý nghĩa và chất lượng. Chính là con người sẽ quyết định những gì cần làm. Con người sinh ra không phải để bảo tồn các giá trị hay bản sắc, không phải là để hội nhập, thậm chí cũng không phải là để phát triển, mà là để sống. Mục tiêu của con người là cuộc sống của nó, chứ không phải là bản sắc văn hóa. Bản sắc là cái mà người ta giữ được một cách tự nhiên trong quá trình sống, chứ không phải là cái mà người ta mua sắm được. Bản sắc tỏa ra từ trong con người bạn, từ trong gen của bạn, từ trong các thông điệp quá khứ của cộng đồng bạn, dân tộc bạn, và vì thế tự nhiên nó có. Nhiệm vụ của con người là vứt bỏ đi những cái thừa để mở đường vào tương lai, chứ không phải là giữ lại những cái của quá khứ. Bản sắc chỉ có giá trị khi nó là cái gì hình thành một cách tự nhiên, giúp chúng ta gia nhập thuận lợi và thành công vào tương lai. Con người với gánh nặng cồng kềnh của quá khứ thì không đi xa được. Chúng ta sẽ còn có dịp quay trở lại vấn đề này. Rất nhiều người đang tranh cãi về vấn đề trong quá trình hội nhập, Việt Nam cần giữ lại cái gì? Tôi cho rằng chúng ta hô hào giữ gìn bản sắc dân tộc, nhưng chúng ta không nhận thức rằng chúng ta đang rất kỳ dị trước con mắt nhân loại. Tôi cho rằng việc vứt bỏ cái lạc hậu hay gìn giữ những gì còn tương thích với tương lai đều thể hiện tính chủ động, tiến bộ. Tự do là tiến bộ. Hành trang đi vào tương lai càng nhẹ càng tốt. Tương lai sẽ cung cấp cho chúng ta trước cửa mỗi ngày những điều mới mẻ. Tương lai sẽ tươi đẹp nếu chúng ta đủ lương thiện, lòng dũng cảm và biết làm cho tâm hồn mình trở nên thoáng đãng để mở rộng các cánh cửa ra thế giới. Khi đó, lẽ phải sẽ ở trong con tim khối óc chúng ta. Nó sẽ tiếp sức cho chúng ta hành động. Phải biết tin vào lẽ phải của tâm hồn. Những người càng có nhiều trách nhiệm thì càng phải suy nghĩ xa hơn, nhưng về tương lai chứ không phải về quá khứ. Những người nhiều trách nhiệm đó là ai? Là các nhà lãnh đạo quốc gia, là trí thức, hay nói rộng hơn là tầng lớp tinh hoa của xã hội. Tôi nhớ lại thời thanh niên đi xem vở kịch Nguyễn Trãi ở Đông Quan của Nguyễn Đình Thi.
Nguyễn Trãi có một cô em gái nuôi bị câm, ra đường bị lính tàu trêu và về nhà ấm ức không nói được. Chính Nguyễn Trãi đã giải thích nỗi oan khuất ấm ức của người em gái câm. Tầng lớp tinh hoa của mỗi dân tộc chính là người đại diện cho dân tộc ấy để giải thích, để thể hiện, để đối thoại với dân tộc khác. Dân tộc nào mà các nhà lãnh đạo không được lựa chọn từ tầng lớp tinh hoa của dân tộc thì dân tộc đó không bao giờ phát triển được. Tinh hoa ở đây là tinh hoa về trí tuệ, văn hóa và lòng dũng cảm. Một tầng lớp tinh hoa của đời sống xã hội mà hèn nhát thì không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đó chính là bi kịch của rất nhiều dân tộc. Bi kịch còn ở chỗ, nhân dân lại không có đủ tinh khôn để lựa chọn những người tinh hoa. Do vậy, thay vì đưa ra các tiêu chuẩn nhân quyền, tức là xác định con người có những quyền gì, chúng ta cần phải đưa ra cho nhân dân của các nước đang phát triển các tiêu chuẩn của nhà chính trị để có thể đại diện cho dân tộc. Bởi vì chưa đến lúc nhân dân các nước đang phát triển đối thoại với các nhà chính trị phương Tây, mà chỉ mới các nhà chính trị của họ làm việc ấy. Nếu được lựa chọn bởi các tiêu chuẩn lạc hậu, họ sẽ không có đủ năng lực đối thoại. Điều này chỉ có thể được giải quyết bằng con đường dân chủ. Dân chủ chính là tiến trình để giải phóng con người, để con người có trách nhiệm lựa chọn, chứ không phải lựa chọn một cách chiếu lệ những người đại diện. Đương nhiên, không phải vì thế mà ngay lập tức nhân dân các nước đang phát triển có thể lựa chọn được người xứng đáng. Nhưng nếu không bắt đầu thì họ không có kinh nghiệm về tinh thần trách nhiệm của quá trình lựa chọn và do đó không có tiến trình phát triển. Trong tất cả các yếu tố về tính dân trí thì tôi vẫn xem dân trí về chính trị là yếu tố cao nhất. Rất nhiều quốc gia cho rằng khoa học và công nghệ là quan trọng nhất. Tôi không nghĩ như vậy. Nhiều nhà khoa học và công nghệ vĩ đại ở các dân tộc chậm phát triển đã chạy sang Mỹ, cho nên không phải là ở các nước này thiếu các tài năng về mặt khoa học và công nghệ. Nhiều dân tộc trên thế giới thậm chí đang lãng phí các nhà khoa học và công nghệ bằng cách để cho họ thất nghiệp hoặc mòn mỏi vì vô công dỗi nghề. Vậy, họ thiếu cái gì? Họ thiếu một cơ cấu chính trị để các nhà khoa học ở lại với chính họ, để những người có trí tuệ thật, có địa vị thật trong đời sống chính trị xã hội. Tự do và dân chủ là một trong các giải pháp cơ bản để tạo ra sự phát triển dân trí. Càng làm chậm quá trình dân chủ bao nhiêu, càng kìm hãm tự do tư tưởng bao nhiêu thì càng làm cho dân tộc mình bị chôn vùi vào sự quên lãng và chìm ngập trong sự chậm phát triển bấy nhiêu. Tự do và dân chủ không phải là các quyền chính trị. Nếu ai coi nó là quyền chính trị thì người đó còn ở trong trạng thái chậm phát triển về mặt nhận thức. Tự do và dân chủ là các quyền phát triển chứ không phải là các quyền chính trị. Nhà chính trị nào nhận thức được tự do và dân chủ là các quyền phát triển thì người đó mới có khả năng lãnh đạo dân tộc mình đi đến sự phát triển. Ngày nay, những khái niệm như an ninh quốc gia đang dần được thay thế bằng khái niệm an ninh con người, chủ quyền được thay thế bằng nhân quyền. Đã đến lúc người ta thấy rằng những năng lực bùng nổ sự phát triển nằm trong con người chứ không phải nằm trong quốc gia nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Còn rất nhiều thông tin bổ ích và hấp dẫn trên kênh Cùng Bạn Đọc Sách. Mời các bạn đăng ký theo dõi kênh để nhận được những thông tin thú vị nhé. Cùng Bạn Đọc Sách xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo.